Nghị kính chào quý khán giả của chương trình Toàn dân phòng cháy chữa cháy được phát sóng vào lúc 8 giờ 40 sáng thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Như thường lệ, xin mời quý vị cùng điểm qua những tin chính sau đây. Phòng PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh ổn định tổ chức, thường trực sẵn sàng chiến đấu. Đoàn công tác Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Công an thành phố về tình hình công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy quận Thủ Đức. Phóng sự: lối thoát hiểm thiếu sự quan tâm. Phóng sự: người dân bất cẩn trong việc thắp nhang thờ cúng. Bản tin 114 tuần này sẽ đề cập đến vấn đề gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo số liệu thống kê từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh, tuần qua trên địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ cháy. Loại hình để xảy ra cháy là nhà dân 5 vụ, công ty 3 vụ, cháy trụ điện 2 vụ. Ngoài ra, trong tuần qua, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận và xử lý 3 vụ cứu nạn cứu hộ. Căn cứ Nghị định số 01 ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Ngày 9 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định sáp nhập 20 đơn vị Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy vào Công an các tỉnh, thành phố tương ứng, đồng thời quyết định điều động lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đến nhận công tác tại Công an tỉnh, thành phố. Theo đó, cuối tháng 8 năm 2018 vừa qua, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Công an thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thành lập Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ với phiên hiệu là Phòng PC07 và bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Huỳnh Quang Tâm giữ chức vụ trưởng phòng. Sau thời gian ổn định tổ chức, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động với mô hình tổ chức cho các đội chức năng nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo cấp trên trong việc hướng dẫn chỉ đạo chung trên các lĩnh vực công tác, tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, pháp chế điều tra cơ bản, thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, điều tra xử lý cháy nổ, nghiên cứu khoa học, trang bị kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, tổ chức cứu chữa các vụ cháy nổ, tai nạn sự cố. Sau khi có quyết định sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ của thành phố Hồ Chí Minh vào Công an thành phố, đơn vị triển khai ngay cái mô hình tổ chức theo quy định, đồng thời bố trí cán bộ chiến sĩ vào các cái đơn vị, các cái bộ phận phù hợp với lại cái chức năng, cái nhiệm vụ, cái chuyên ngành đào tạo cũng như là cái năng lực sở trường của từng đồng chí để thực hiện cái nhiệm vụ của mình một cách sớm nhất. Tới nay thì đơn vị cũng đã ổn định và cũng đã tham gia các cái hoạt động về chuyên môn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, đảm bảo được các cái yêu cầu của nhiệm vụ đề ra. Mặc dù Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ổn định tổ chức và đang dần đi vào hoạt động, nhưng để đáp ứng yêu cầu công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổng đài 114 vẫn hoạt động bình thường 24/24 giờ. Đề nghị bà con khi phát hiện ra sự cố cháy nổ hãy gọi điện thoại ngay đến tổng đài 114 bằng cả điện thoại bàn và điện thoại di động để được ứng cứu kịp thời và chữa cháy có hiệu quả. Tất cả các cuộc gọi đến đều không cần bấm mã vùng, không tốn phí, và việc chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng chuyên nghiệp cũng không tốn bất kỳ một khoản chi phí nào. Tuần qua, tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, đoàn công tác Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trương Lâm Danh, trưởng ban pháp chế dẫn đầu đã đến làm việc với Công an thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra quá trình triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết số 23 ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, cũng như thông báo số 263 ngày 23 tháng 5 năm 2017, kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 về tình hình công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Tại đây, đồng chí Đại tá Dương Văn Phóng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo tóm tắt với đoàn công tác một số nội dung liên quan bao gồm tình hình cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy và kết quả tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2017 đến nay. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh vào các tồn tại hạn chế như vẫn còn số ít người đứng đầu đơn vị cơ sở chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, tình hình cháy ở đối tượng nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất nhỏ vẫn diễn ra hết sức phức tạp, công tác tự kiểm tra tại các đơn vị cơ sở còn mang tính hình thức đối phó, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tế,
khoảng cách giữa các đơn vị phòng cháy chữa cháy còn xa so với khoảng cách quy định. Những khó khăn về tình trạng giao thông, nguồn nước chữa cháy gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất kiến nghị với đoàn công tác những giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn trong thời gian tới. Mặc dù nghị quyết số 23 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có nội dung Ủy ban nhân dân quận huyện chủ trì phối hợp với cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố và các sở ban ngành thành phố tổ chức tổng kiểm tra, khảo sát, thống kê, lập danh sách phân loại đánh giá các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Lâm Danh yêu cầu: Tôi đề nghị rằng là các đồng chí chỉ đạo cho các cái bây giờ là gọi là đội phòng cháy chữa cháy làm việc cùng với Ủy ban nhân quyện và đôn đốc cái này. Chúng tôi sẽ về báo cáo với thường trực để có cái lãnh chỉ đạo và yêu cầu đối với hội đồng nhân quận huyện phải thực hiện cái điều này. Giám sát cái việc thực hiện cái này đối với Ủy ban nhân dân quận thì đó là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng trách nhiệm của các đồng chí đừng nghĩ cái đó là của ủy ban mà cái đó là vì người dân và cái đó là một phần trách nhiệm của mình. Thực hiện quyết định của Giám đốc Công an thành phố về triển khai tổ chức bộ máy công an quận thuộc Công an thành phố, trong đó thành lập mới đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an quận Thủ Đức tổ chức lễ ra mắt đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến dự và tặng hoa chúc mừng có đồng chí Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thủ Đức gồm 102 đồng chí có nhiệm vụ nắm chắc tình hình địa bàn để tham mưu cho lãnh đạo các cấp về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức thường trực cứu nạn cứu hộ 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Phạm vi hoạt động của đội là trên địa bàn quận và hỗ trợ các đơn vị khác khi có yêu cầu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra mắt, lãnh đạo các cấp yêu cầu đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay sau buổi ra mắt, đơn vị nhanh chóng ổn định tình hình, tiếp nhận trụ sở và các trang thiết bị liên quan, khẩn trương xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với tình hình thực tế địa phương, lấy phòng cháy là chính, đồng thời yêu cầu đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng xuất kích nhận nhiệm vụ. Thưa quý khán giả, ở mỗi số phát sóng, chương trình Toàn dân phòng cháy chữa cháy luôn cập nhật những thông tin xoay quanh vấn đề về phòng chống cháy nổ. Mỗi nội dung đều mang một màu sắc và ý nghĩa riêng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong thời gian qua, đã có nhiều vụ cháy nhà cao tầng, chung cư cao tầng gây thiệt hại nặng cho tính mạng và tài sản của người dân. Một trong những nguyên nhân gây thiệt hại chính là lối thoát hiểm cầu thang bộ và cầu thang phía bên ngoài của tòa nhà không phát huy được tác dụng khi xảy ra hỏa hoạn. Điển hình ngày 29 tháng 10 năm 2002, tại tòa nhà ITC số 95-101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vụ cháy khởi phát từ vũ trường Blue tại tầng 3 đang trong quá trình sửa chữa, sau đó bùng lên dữ dội bao trùm tòa nhà. Hậu quả làm 60 người chết, 70 người bị thương vì bị phỏng, ngạt khối, chấn thương do không có lối thoát, phải nhảy từ trên cao xuống. Tổng thiệt hại vụ cháy trên 40 tỷ đồng. Tối ngày 10 tháng 3 năm 2010, chung cư GSC 18 tầng ở phố Lê Văn Lương, Hà Nội mới được đưa vào sử dụng đã bốc cháy nghi ngút. Khi ngọn lửa được khống chế, hơn 40 người được giải cứu, nhưng do bị ngạt khói nặng khi tìm lối thoát hiểm, nên chị Vương Lan Phương, 34 tuổi và con trai Lưu Gia Minh, 10 tuổi ở tầng 18 đã tử vong tại bệnh viện. Trưa ngày 18 tháng 12 năm 2012, một cột khói bốc lên nghi ngút bao trùm tòa nhà BMC, tổ hợp văn phòng khách sạn siêu thị cao 16 tầng ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hàng trăm người có mặt ở tòa nhà nháo nhà thoát hiểm bằng cầu thang bộ, gây ra cảnh hỗn loạn. Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng cứu hộ đã đưa anh Phan Xuân Trường, 29 tuổi, ở xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An và một số người khác đi cấp cứu vì ngạt khói trong lúc thoát hiểm. Tại bệnh viện, anh Trường đã tử vong vì ngạt khói quá lâu. Rất nhiều nhà cao tầng và chung cư đã mọc lên hàng loạt để đáp ứng nhu cầu của người dân và các công ty công sở. Nhưng có bao nhiêu người đã để ý đến những lối thoát hiểm khi chính bản thân họ sinh sống, làm việc, học tập và vui chơi giải trí tại các tòa nhà này? Theo ghi nhận của phóng viên chương trình Toàn dân phòng cháy chữa cháy, tại một tòa nhà vừa có nhiều văn phòng làm việc, vừa có nhiều dịch vụ tiện ích, nhưng lối thoát hiểm không đảm bảo an toàn bởi vì khu vực phía dưới cầu thang được chiếm dụng để tủ đồ đạc ngổn ngang như thế này đây. Nếu có hỏa hoạn xảy ra, sẽ gây khó khăn cho việc thoát hiểm của mọi người. Tại các tầng, nhiều cửa thoát hiểm bị chặn lại như thế này đây. Đồ đạc thì ngổn ngang, không có người dọn, nhiều cửa thoát hiểm đã bị hư hỏng.
Tại một tòa nhà khác, lối đi vào cầu thang thoát hiểm, cầu thang máy có những vật dụng dễ cháy. Nếu có tàn lửa bén vào như thuốc lá cháy dở thì sẽ như thế nào? Ngay chân cầu thang tại tầng hầm là nơi để đồ đạc, bàn ghế, cũng là nơi sinh hoạt của người dân. Cửa tại đây là loại cửa bình thường, không phải là cửa thoát hiểm theo đúng quy định. Các tòa nhà cao tầng đều có thang thoát hiểm phía bên ngoài, nhưng thực tế ở nhiều tầng, lối thoát hiểm ra cầu thang này đã bị khóa chặt hoặc bị bít lối đi vì đồ đạc ngổn ngang như thế này đây. Các chung cư cũ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy khá cao. Chỉ một lối thoát hiểm lên xuống, diện tích nhỏ hẹp xuống cấp nghiêm trọng, phía bên ngoài đã được lắp các song sắt theo dạng chuồng cọp như thế này. Chân cầu thang là nơi sinh hoạt và là bãi giữ xe của các hộ dân. Hành lang thoát hiểm đã nhỏ hẹp, nhưng người dân vẫn ngang nhiên chiếm dụng để đồ đạc. Anh thấy bình thường, tại vì chung cư này cũng là 4 tầng à, nó không có được cao lắm, nên khi mà mỗi lần mà có gì mà sự cố xảy ra thì mình có thể mình đi xuống tầng trệt cũng dễ dàng. Tại vì anh nghĩ chứ anh ở chung cư này thấp thì anh cũng không có lo. Vì người dân ở đây thì cũng là vài ba tháng thì cái ban quản trị chung cư á, thì nó cho thực tập và có những người mà hộ dân cũng đại diện người dân ra tập phòng cháy chữa cháy. Tại vì cái chung cư của cô thì nó cũng thấp, chỉ có 5 tầng thôi, mà có hai cái đầu thông thoáng, cầu thang nó rất là rộng rãi, nó cũng đỡ được lúc đó. Từ hồi nào giờ kích cái chung cư này lên thì ít có thấy có bị cháy lắm. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn lối thoát hiểm tại các cao ốc chung cư trong toàn thành phố để đảm bảo cho người dân nhanh chóng thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn. Những lưu ý để thoát hiểm an toàn khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng hay chung cư. Cửa thoát hiểm phải luôn được đóng lại, tuyệt đối không dùng bất cứ vật dụng gì để chặn cửa lối thoát hiểm. Cửa thoát hiểm phải luôn thông thoáng, không cản trở lối thoát khi có cháy xảy ra. Cần bình tĩnh tìm lối thoát nạn theo bảng đèn chỉ dẫn exit, thông báo qua loa, báo động cho mọi người xung quanh biết có cháy để cùng thoát nạn an toàn. Tuyệt đối không dùng thang máy mà hãy sử dụng thang bộ. Dùng khăn ướt che kín miệng, mũi nếu phải băng qua khói, vì khói luôn bốc lên cao nên cúi thật thấp để tránh khí độc. Nếu không thể tìm đường ra lối thoát hiểm, hãy ra ban công hô to hoặc dùng đồ vật sáng màu báo hiệu. Dùng thang dây thoát hiểm để xuống thấp. Thưa quý vị khán giả, ngoài những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ như sử dụng điện không an toàn, sử dụng bình ga trong đun nấu không đủ tiêu chuẩn, thì việc thắp nhang không đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân gây cháy lớn. Phóng sự sau đây là câu chuyện đáng quan tâm về thói quen của người dân trong việc thắp nhang thờ cúng trong gia đình và nơi chùa chiền đình miếu. Cháy nổ là điều không ai muốn xảy ra. Ngoài những nguyên nhân khách quan thì ý thức phòng cháy kém của con người cũng là một trong những nguyên nhân gây nên nhiều vụ cháy nghiêm trọng. Hút thuốc ngay tại trạm xăng, sử dụng bình ga mini kém chất lượng, và một thói quen tưởng chừng như vô hại, đó là việc thắp nhang thờ cúng trong gia đình hàng ngày, thắp hương trong chùa chiền đình miếu, nhưng cũng là nguy cơ gây cháy cao. Vụ cháy nhà dữ dội vào khoảng 6 giờ tối ngày 17 tháng 10 năm 2015 tại đường Lâm Thành Mậu, phường 4, thành phố Cà Mau. Nhiều ngôi nhà lân cận cũng bị thiệt hại nặng do đám cháy lan qua. Nguyên nhân ban đầu được xác định, chủ nhà thắp nhang rồi khóa cửa đi vắng. Mỗi ngày, các bệnh viện trong cả nước đã tiếp nhận rất nhiều ca cấp cứu. Trong đó có nhiều bệnh nhân nhập viện do bỏng với tỷ lệ tử vong khá cao. Sau những vụ cháy, người bị bỏng phải mang những vết thương rất lâu lành, gây hao tốn về tài chính của gia đình, và chính nạn nhân cũng bị tâm lý bi quan. Cho nên bị phỏng do cháy luôn là nỗi đau của nhiều người. Một trong những nguyên nhân gây cháy ngay tại nhà của người dân chính là việc thắp nhang thờ cúng theo ý thức của một số người mà video clip sau đã cho thấy. Người thắp nhang thờ cúng hiện nay rất đông, nhưng trong thực tế, có bao nhiêu người thật sự hiểu biết việc cháy hoàn toàn có thể xảy ra khi thắp nhang không cẩn thận, không chú ý đến tàn lửa từ chính những thanh nhang? Đó là nhu cầu xuất phát từ bản thân họ mà. Nếu mà kia người này bớt thì người kia không bớt, thì bắt đầu họ lại sinh ra cái tính là họ, tức là họ thấy tại sao người kia đốt nhang được nhiều mà tôi không đốt nhang nhiều, tôi cũng có muốn điều để cầu sinh mà. Ví dụ như mình tuyên truyền thắp nhang ít đi, hoặc đi chùa thì người ta đã thắp nhang rồi thì chị đừng thắp nhang nữa, nhưng cái đó người ta đâu có chịu đâu. Người ta muốn là người ta phải tự thắp nhang, hoặc nhiều người ta phải tự thắp nhang một bó, giống như em đi vô Lan Ông, em thắp nhang ba cây nhang người ta không chịu, người ta phải dùng một bó, nhưng mà một bó của người ta không phải bó nhỏ, bó bự. Đây là hình ảnh tại các ngôi chùa vào ngày thường và vào ngày rằm. Người dân tập trung đông lại để mồi lửa, mỗi người cầm trên tay rất nhiều nhang, họ chen lấn xô đẩy nhau để mồi lửa như thế này đây. Vì số lượng người đến thắp nhang rất đông, nên khi lư nhang quá đầy,
thì có người của chùa rút nhang đang cháy ra khỏi lư hương để xử lý. Nhưng một số người dân đến thắp nhang thì lại rút nhang và dập tắt sơ sài, rồi vứt một đống như thế này, làm mồi cho lửa bùng lên nếu có cháy xảy ra. Trong chánh điện cũng là hình ảnh những người đi chùa chen lấn nhau thắp nhang. Chùa thì đã khuyến cáo rồi, cũng có để lên cái bảng là không đốt nhang trong chánh điện. Có những chùa là không đốt nhang trong chánh điện luôn, là chỉ đốt sẽ có một cái lư hương phía ngoài. Dạ, em chỉ cắm 3 cây nhang phía ngoài đó thôi. Dù như nhang mà nhiều rồi thì sẽ có một Phật tử làm công quả đó, sẽ rút nhang ra nhúng vô nước. Phật tử ta đi chùa thì bao nhiêu ta thắp ở ngoài, ngoài cái hành lang ngoài đó thì sao cũng được. Chung quanh ở ngoài thì sao mà vô bắt được, vô chánh điện là cái phòng kính thì bắt buộc phải một người một cây thôi, ý thức mỗi người một cây thôi. Tại vì vô nhiều đông quá thì nó cứ ngợp. Mỗi người đi một bó vậy rồi chỗ đâu mà cắm thì bắt đầu bắt buộc thì mấy cái chân nó hết rồi. Cái chân nhang nó nhiều quá cắm không được thì người ta gom lại. Đúng ra thì nếu mình có cái lọc thành thì mọi người thắp một cây là đủ rồi. Chợ là nơi tập trung nhiều chất dễ cháy và khả năng cháy lan rất cao. Tại một ngôi chợ ở đường Lê Văn Sĩ, quận 3, việc thắp nhang tại các gian hàng trong chợ vẫn còn tồn tại. Có lư nhang đã đầy nhưng chân nhang không được xử lý. Một hình ảnh khác dễ thấy hơn, đó là nhà ở của người dân. Người dân thắp nhang thờ cúng nơi có vật dụng dễ cháy như vải quần áo, thiết bị điện, rất nguy hiểm, mất an toàn. Và đã có nhiều vụ cháy trên cả nước do người dân thờ cúng thắp nhang không đúng cách, không đảm bảo an toàn phòng cháy ngay tại nhà. Nhằm nâng cao tính tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng cháy, trong rất nhiều buổi đi kiểm tra, cán bộ hướng dẫn đã khuyến cáo các hộ gia đình đặc biệt chú trọng đến việc thắp nhang thờ cúng. Thế nhưng người dân vẫn xem nhẹ vì nghĩ đó chỉ là chuyện may rủi mà thôi. Mắc nhang mà để nhiều quá thì nó khi mình cắm xuống nó sẽ gây ảnh hưởng, là nó sẽ phốc cho bóp cháy lên lúc nào mình không hay, nên nửa tháng con chỉ thay chân nhang một lần. Cô rút ra hết thì chừa lại 3 cây, rồi cô lại cắm thêm thì cô thấy nó hơi đầy đầy cô rút ra nữa. Cô cứ rút ra liên tục vậy. Cây nhang là cây tre, nó dễ cháy, rất là dễ cháy, là rất là nguy hiểm. Đèn cây cũng vậy, có nhiều khi người ta gắm sơ ý, nó ngã, nó cháy cũng có. Nhưng không phải riêng gì nhang. Ở ngoài chợ Bà Chiểu thì cũng có những cái vụ cháy như vậy, do thắp nhang rồi cũng bỏ đi thì lại là vậy đó, thì nó sẽ bị. Nên thành ra mình khi mình thắp nhang thì mình phải chú ý tới là mình đừng thắp nhang xong rồi mình khóa cửa mình đi. Nếu như vậy mình rất là dễ cháy, tại vì khi nó, cái bàn thờ của mình á, có nhiều lúc người thì người ta làm bằng kiến thì nó đỡ, nhưng có những người người ta chỉ làm bằng gỗ thôi. Khi mình hấp nhang như vậy rớt xuống cái tấm vải cháy hoặc là cái bàn gỗ đó nó sẽ cháy luôn. Nhiều con mèo nó cũng nhảy lên bàn thờ nó nằm đó. Có luôn, thì ví dụ như mình hấp nhang rồi mình đi thì nó nhảy lên rồi bắt nhang đổ xuống, mình đâu biết được, tự mình đâu có ở nhà, đúng không? Thành ra là nếu như những như vậy á, nói chung là mình cũng khuyên là nên hấp nhang là không nên bỏ đi. Thực sự những cái vấn đề rất nhỏ nhặt. Ví dụ như mình vô hình trung mình đốt như vậy rồi mình sơ ý rồi mình đẩy rồi mình đi rồi cái nó cháy mình không ngờ được thì trước tiên cái tai hại là chính bản thân mình phải gánh trước tiên rồi. Có một lần thì tôi đi vô Lan Ông, tôi cũng đốt nhang thì cũng đốt nhang một bó, cũng là bó bự, cũng cầm vậy là cũng phải dơ lên, nhưng mà rất là khói, khói ra trong ở phía trong chánh điện này nọ, khói rất là khói, khói dữ lắm, nó chịu không nổi. Hoặc là chùa Ngọc Hoàng cũng đi thì cũng đốt nhang, cũng cầm bó như vậy. Nhưng mà rất khói thì sau này thì như là chùa Ngọc Hoàng là bớt rồi. Nhưng mà mình đi như vậy thì mình cảm giác là mình đi cũng đâu có được cái gì đâu. Hay như vậy thì ví dụ như người ta đã đốt rồi, mình không cần đốt nữa. Mình chỉ cần đi vô mình lại thôi là được rồi. Đúng không? Nhiều khi đi á, nhang cái nhiều quá, cái người ta gắm trong mấy cái bồn bông á. Cái bồn bông cái mình đi ngang qua cái mình bị cháy rồi não. Để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và người thân của mình, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước hiểm họa cháy do việc thắp nhang thờ cúng, không chỉ trong gia đình mà tại các chùa chiền cũng vậy. Hãy để hoạt động tâm linh trở thành một niềm vui và mang những giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp. Đừng biến thành những trận cháy mà hậu quả của nó sẽ không còn mang giá trị tâm linh nữa, mà là sự hối hận suốt đời cho mỗi nạn nhân. Thưa quý vị, việc thắp nhang thờ cúng là một tập tục khó bỏ đối với một số người dân, nhưng hoạt động này cần được duy trì ở một mức độ vừa phải, không nên quá đà và đề phòng hỏa hoạn mọi lúc mọi nơi. Những thông tin trong phóng sự vừa rồi, hy vọng quý vị sẽ ghi nhớ và tuyên truyền đến những người thân trong gia đình của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8:40 sáng thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và đừng quên, chủ động phòng cháy, giữ lấy an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.